cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo, trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo đối với 35.824 người bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo ở giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quyết định đưa ra vụ án xét xử và các phụ lục danh sách các bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án kèm theo quyết định đưa ra xét xử được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Tòa án đề nghị 35.824 người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại đương sự theo quy định tại Điều 62, Điều 65 và Điều 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại và đương sự. Đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau QT2018.12.01, ADC2018.09, ADC2018.09.01, ADC2019.01, SET.H2025, SNW2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, ZCHA phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. Theo cáo trạng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ khi thành lập đến nay. Qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành và chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Sacha phát hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Về hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cáo trạng nêu rõ, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1985, ngụ ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có hành vi mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gọi điện cho người thân bí thư mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo còn giả giọng Bí thư Thành ủy, khiến người thân lúc đầu phân vân. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ, nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, nên người thân của Bí thư Thành ủy đã không nghe theo, đồng thời trình báo cơ quan công an. Từ tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giao Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Cảnh sát hình sự PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và chỉ trong thời gian ngắn đã bắt giữ được đối tượng mạo danh để lừa đảo là Nguyễn Văn Tâm. Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tâm bước đầu thừa nhận đã dùng nhiều SIM không chính chủ và mạo danh lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh thành để mượn tiền kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo. Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền thì Tâm nhanh chóng rút tiền, đồng thời chặn số điện thoại cắt đứt liên lạc. Bằng thủ đoạn tinh vi trên, Nguyễn Văn Tâm đã lừa đảo nhiều nạn nhân chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, ai đã từng là nạn nhân của vụ lừa đảo từ đối tượng này đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, hỗ trợ điều tra. Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trạm công an kiểm soát xuất nhập khẩu cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên làm thủ tục tiếp nhận 60 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, cư trú và lao động bất hợp pháp tại Campuchia. Các đối tượng này bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ trao trả. 60 công dân do Campuchia trao trả có 28 người thường trú ở Bắc Giang, 11 người Quảng Ninh, 6 người Lạng Sơn, 5 người Bắc Ninh, 3 người Thái Nguyên, 2 người Yên Bái, Quảng Nam, Hải Dương, Bình Phước, Hải Phòng, Đồng Tháp, mỗi tỉnh một người. Do nghe theo lời dụ dỗ của nhóm đối tượng lừa đảo việc nhẹ lương cao tại Campuchia, nên các công dân đã xuất cảnh trái phép rồi cư trú lao động bất hợp pháp tại đây. Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 465 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật mà phía Campuchia trao trả trở về. Đáng chú ý, qua rà soát trong số 60 công dân được trao trả, cơ quan chức năng phát hiện có đối tượng Giáp Thị Khánh Ly, 24 tuổi, ngụ ở Bắc Giang, là đối tượng truy nã nguy hiểm. Giáp Thị Khánh Ly bị Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã ngày 3 tháng 5 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình làm việc, trạm công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Giang theo quy định. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt thành công đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn trốn truy nã trên tàu đánh cá. Trước đó, tháng 8 năm 2018, Nguyễn Hữu Nghĩa, 30 tuổi, thường trú ở Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, lên Đà Lạt thực hiện tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đà Lạt xác định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Hữu Nghĩa đã trốn khỏi thành phố Đà Lạt. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2019, Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Hữu Nghĩa. Gần đây, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện Nghĩa có mặt ở tỉnh Bến Tre làm nghề đánh cá, chờ đợi khi Nghĩa từ biển vào đất liền. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024, tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp cùng đồn biên phòng Hàm Luông và Công an thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre tiếp cận bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận về các hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị triệu tập làm việc, Nghĩa đã trốn về địa phương tại tỉnh Hậu Giang để sinh sống. Được một thời gian, lo sợ công an phát hiện, Nghĩa đã sử dụng nhiều họ tên khác nhau để đi làm nghề đánh cá trên nhiều tàu thuyền khác nhau ở Bến Tre. Hiện đối tượng đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.